và đại diện cho các tình nguyện viên hiến tóc tại phòng đến. Hiến tóc á? Đây á, em xem nào. Cô tóc ngắn này được hiến cái gì? Tóc đâu? Đây. Ôi giời, không nói luôn, nãy giờ. Bộ vào đây cẩn thận đi. Tại vì em sợ mưa. Em là đại diện cho một tổ chức tình nguyện ở Hải Phòng. Và em đã kêu gọi mọi người đến hiến tóc. Trong đây là không có tóc của em mà còn có tóc của rất nhiều tình nguyện viên khác đến Hải Phòng anh ạ. Đây là ai biết đây? Em biết đấy. Em vẽ à? Vâng, tô màu đề có của em hơn. Trong đây em nhớ không nhầm là đâu đó là 12 bộ tóc. Có đọc ở trên một số thông tin của mạng lưới Việt Nam khuyến khích là nên sử dụng dây mịt vàng trong quá trình buộc vận chuyển tóc để cho đỡ bị sự ảnh hưởng của nhiệt ấy. Bọn em cũng đã cố gắng để làm sao cho nó gọn gàng và được bảo quản nó nóng nhất. Cái này là đang bị, nếu mà em buộc như này ấy, thì cái phần này nó bị hỏng tóc. Thế ra cái vào không cẩn thận nó sẽ bị hỏng phần tóc này. Mà em biết là một đoạn tóc như này ấy, phải mất khoảng mấy tháng dài thì này. Anh khuyến khích là mọi người qua nhanh hiến tóc hơn, hiến tặng tóc này thì anh cũng có những cái phần quà như là bao gồm cắt này, bội này, hấp này, tặng tóc thì đẹp lòng. Còn anh thì có thể giúp mọi người làm đẹp tóc. Anh sẽ là đại diện thay các em gửi đi cùng các chương trình, cùng các đơn vị đồng hành. Đây là mái tóc sau khi dệt xong thì sẽ như này. Đẹp. Đẹp không em? Đẹp ạ. Tóc này thì nó rất là thật và nó rất là tự nhiên. Món quà tinh thần thôi, dành cho những chiến binh mà khi mà mọi người đang trong giai đoạn điều trị thì nó giúp tóc rất là nhiều. Cái này giúp cho mọi người tự tin hơn, lạc quan hơn để vượt qua các khó khăn đó. Anh đang có một kế hoạch là năm nay đến khắp nơi ở Việt Nam để có thể là thực hiện chương trình này. Anh cũng thường xuyên đi các tỉnh để mà về các bệnh viện đa khoa, sau đó thì cũng trao tặng tóc ở đó, lan tỏa chương trình là ở đây chúng tôi có hiến tóc ở đây. Gửi lời cảm ơn tới toàn bộ tất cả những người Hải Phòng. Nếu mà có dịp về đấy thì anh sẽ về đó, anh tổ chức một chương trình ở đó. Cho anh nhận tóc này, anh cảm ơn em nhé. Vâng, bọn em cũng xin được cảm ơn anh và sang rất là nhiều. Cô mới về quê ra bữa qua. Cô ở đâu qua đây ạ? Cô ở Nghệ An, Bắc Hồ nha, hàng xóm mấy cô mà. Thích nhỉ? Tóc này là tóc của ai đây? Tóc này là tóc của đứa cháu của cô ở quê ấy. Vâng. Thế nó bảo, dì ơi, tóc cháu cắt ở đây mấy hôm rồi nhưng mà cháu thấy 1900 là có chương trình hiến tóc thì cháu thấy rất ý nghĩa, cháu xa quá cháu không ra được. Vâng. Thế bây giờ gì ra gặp chủ tịch gì chuyển lại cho cháu gái. Hôm nay trên đường cô đi làm về. Dạ. Thế cô mới qua đây thì cô mới mặc quân phục chứ. Chứ nếu không thì cô phải mặc bình thường. Hôm nay dạ, cô đi làm về à, cô sợ để lâu quá thì cháu cô lại trách. Bởi vì khi mà bạn tự cắt ở nhà như này ấy, thì nó sẽ gặp cái vấn đề là thứ nhất là tụi giá tiêu chuẩn chứ không biết. Thứ hai là buộc đây này, cô này cháu phải buộc lại bởi vì sợ nó không may nó sẽ bị tuột ra. Đấy, cái thứ ba là vệ sinh và bảo quản chuẩn. Cho nên là bọn cháu mới làm chương trình, có nghĩa là tất cả những người nào mà cắt ở bên cháu sẽ là hiến tóc ấy đều được tặng cắt 100%, tặng hấp 100%, tặng bộ 100%. Thì nó xa quá mà. Vâng, không, cái này thì ý cháu nói với cô là cho cháu gửi lời cảm ơn bạn đấy. Lúc nào bạn lên đây thì cháu tặng cô, tặng bạn đấy như thế cô nhá. Rồi, ok. Và cháu cảm ơn cô, cảm ơn cả bạn ấy. Bởi vì đôi khi nhiều cái người cầu nối với cô mới là cái người mà cơ hội để bạn cái mái tóc này đến đây chứ, đúng không? Cháu muốn là cô treo cái mái tóc này lên đây cho cháu. Đây là cái tủ tóc cho cháu. Dạ, nhiều nhờ. Đây quay, nhiều thế. Nhiều lắm cô ạ. Đây ạ, đây tóc, toàn bộ tóc này tương đối là đẹp cô ạ. Cho tóc nào đẹp lắm. Ừ, nhiều. Đây, đây, cháu nhờ cô treo đây. Người cao các cháu treo hộ cô này. Đây, đây, thì cháu treo giúp cô nhé. Ờ, treo giúp cô nhá. Mình xin phép gửi cảm ơn chị Ngọc đã gửi món quà cho mình nhá. Không biết chị viết gì nhưng mà mình rất thích cái từ hiểu và thương. Nên mình sẽ bóc món quà này xem là món quà gì nhá. Một quyển sách của thầy Thích Minh Trí, Hiểu và Thương. Học trò thương, con có thương thầy và muốn trở thành một sự nối tiếp của thầy thì con phải tinh tấn lên nhé. Sống một đời hạnh phúc và có đạo đức, nguyện chăm sóc tiếp cái hiểu và thương mà thầy đã vun trồng. Thầy Thích Minh Trí. Rồi, đây là mình bóc quà xem là cái gì. Mình đoán đây là bức tranh. Đây là cái gì luôn. Rồi, mọi người sẽ rất là bất ngờ bức ảnh này. Mọi người sẽ không nghĩ đây, biết đây là ai đúng không? Mình sẽ cho mọi người xem. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều nhá. Bình thường mình cũng hay nhận được những món quà như này, nhưng đây là món quà mình cảm thấy rất là thích, rất là ý nghĩa đối với mình. Cảm ơn mọi người. Có khoảng hơn 100 bộ tóc. Đây là những bộ tóc thì dành tặng cho các chiến binh ca. Nói chung là bọn mình cũng đã nhờ những salon tóc của ở gần đấy đấy, là các bạn ý cũng gọi là cầu lối giúp, đó là cắt tóc và sửa tóc miễn phí cho các con. Rồi. Hoặc là những người đến hiến. Đây này có cả những của cụ đấy. Đây cụ của đây, cụ. Tóc muối tiêu hết. Còn rồi. Chỗ thế tóc này là chỉ xin vào khoảng 2 tháng thôi đấy. Chắc là những ai là người bạn của bọn em hoặc là con cái chắc toàn tóc bấm hết rồi. Nhiều khi nói chuyện vui và là có khi
anh em thợ tóc cả nước có khi ghét một chút cũng không. Thì là ai đến cắt tóc cũng bảo là mọi người em nuôi tóc để hiến. Thì thật ra thì cái này thì nó liên quan đến cái mong muốn của mọi người thôi. Bây giờ giúp Chiến một chút nhá. Đây là lá thư cảm ơn của 1900 cùng các đơn vị đồng hành. Cũng rất là mong các bạn có thể gửi giúp mình đến những người mà hiến tặng để làm cho nó một cái kỷ niệm thôi. Thì rất là mong là lần sau chúng mình có một chương trình gì đấy chúng ta sẽ cùng tổ chức ở nhau cùng tại Bệnh viện Huyết Học nhé. Rồi, mình cảm ơn rất là nhiều. Anh này của mình là mình có làm thương mại để bán hay không? Số người cần thì mình vẫn nhận thôi. Cảm hứng ở đâu bạn này vẽ tặng cho mình bức tranh đẹp như này? Theo dõi Chiến rất là lâu rồi, từ ngày tóc còn ngắn ngủn cơ. Từ lúc bắt đầu nuôi tóc thì lúc đấy lại chạm đến cái bộ môn thư pháp. Bắt đầu rất là yêu thích con chữ. Nó luyện cho mình cái thẩm mỹ, nhất cái phúc này chẳng hạn. Mình viết muốn tặng Chiến chẳng hạn. Trước hết là bản thân mình đã, là mình cũng phải tu dưỡng rồi mình phải sửa bản thân mình như thế nào. Viết chữ phúc này thứ nhất là nó đẹp. Cái thứ hai là nó mang cái giá trị lớn nhất. Người nhận cũng là cái người tương đồng với những cái con chữ thế này. Người ta nói là người muốn làm việc lớn thì trí tuệ phúc báu phải tương xứng đúng không? Nhưng mà mình thấy bạn phối hợp mọi thứ rất là hài hòa. Cái chữ màu vàng, xong nền màu đen rất nổi màu vàng. Viền này màu vàng, xong lại cái này lại màu rất là đúng màu mình thích. Có mình thích những gì nó nhìn nó sâu một tí. Mình cũng không biết chữ này chữ gì tại vì không đọc được hết. Câu tiểu tự là phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc. À. Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa. Chuyện phúc đức và những cái việc mình đang làm nó sẽ kéo dài mãi hậu thế như sao. Chứ không chỉ có mỗi cái việc là hiện tại mình... Giống tư duy của mình là mình chỉ quản trị nhân quả với phúc báu. Chia sẻ thật là Trang là Chiến cũng rất ít nhận quà. Đúng là thật sự rất là ngại nhận quà. Thứ nhất là mình rất là ngại nợ người khác. Mình nhận quà thì mình nghĩ rằng là mình cũng là một người có một giá trị nào đó. Đôi khi bản thân mình tặng quà khác thì mình cũng muốn là bản thân mình được cho đi. Chiến xin phép nhận và cảm ơn Trang rất nhiều. Thế thì cho Chiến cũng phần quà ngược lại tặng cho Trang. Đây là cái tâm lòng của mình thôi. Mình nghĩ rằng là những thứ mình tặng Trang nó cũng rất đơn giản, những thứ mình có mà mình nghĩ phụ nữ ai cũng cần. Đây là của nhà. Cảm ơn vội tớ tặng cho Trang. Có nhân duyên gọi là gặp nhau ở đây thì tớ cũng không biết nói gì cả. Cảm ơn Trang rất là nhiều và mình nghĩ rằng là cá nhân mình cũng sẽ phải cần rèn rất là nhiều. Mình cũng xin phép nhận để mình sẽ nỗ lực rèn mình. Chưa nắng mà ở đâu đi qua đây? Em bên Mỹ Đình nhưng mà em đi làm ở bên Time City. Em chạy qua đây, em đang có đây cái gì đây? Như nào hôm nay đến đây làm gì? Em vừa bên Nhật Bản về thì ở đây là có tóc của bạn đang làm bên Nhật Bản. Bạn ấy gửi về cho anh cùng với tóc của em. Thì ở bên đó là cắt tóc nó rất là đắt. Bình thường cắt một bộ tóc nó rơi khoảng tầm vài triệu. Thì có nghĩa là đây là bọn em tự cắt à? Đúng rồi, bọn em tự cắt. Mang tóc về. Mang từ bên Nhật Bản về đúng đây? Đúng rồi. Anh xem nào. Và kèm theo một cái lá thư cảm ơn. Đây là gì đây? Đây là thư cảm ơn gửi từ bên nhà tề. Bạn tên đấy, là Phương Mai Minh đúng. Thành đúng không? Bạn ấy rất là idol cái. Đây là lá thư của bạn đấy viết gửi lại cho salon nhé mọi người nhé. Ở đây là tóc đúng không? Thì hy vọng là sẽ anh và salon sẽ tiếp tục lan tỏa cái hành động yêu thương này cũng như là chia sẻ. Em mong là cái việc lan tỏa yêu thương này sẽ lan rộng sang quốc tế. Qua em thì anh muốn là gửi lời cảm ơn tới bạn đấy rất là nhiều và cũng muốn nhắn cho bạn đấy là anh đã nhận được tóc rồi và anh cảm ơn bạn đấy và anh rất là cảm động với lại cái lá thư này bạn ấy viết và anh sẽ giữ nó lại nhé. Anh cảm ơn em. Em chào anh ạ. Anh ơi, em có việc nhờ anh một chút đấy ạ. Thời gian vừa rồi thì em có sang Ấn Độ có xuất gia giao duyên một thời gian. Em có một cái món quà muốn nhờ anh là giúp em trao gửi đến các bệnh nhân ung thư ạ. Thế à, đây à? Anh dạ sao vâng nào? Ạ. Đây là toàn bộ mái tóc của em ạ. Ui trời ơi, sao dài thế này á? Dạ vâng, em cắt hết mà. Điều gì mà khiến em lại đi xuất gia giao duyên vậy? Dạ, vào tháng 12 năm ngoái thì Việt Nam mình có tổ chức một cái cuộc trùng tụng Nam Tạng ở bên Ấn Độ. Khi đó thì em có sang Ấn Độ để xuất gia giao duyên. Bố mẹ có bảo gì không? Bố mẹ em bảo là đủ 18 tuổi rồi thì tự con quyết định. Anh nhìn thấy mặt em phúc hậu lắm. Em cảm ơn anh. Em đi từ đâu qua đây? Em đi từ Yên Bái ạ. Chờ anh tí, anh cũng có món quà tặng em được không? Dạ vâng. Ok, anh dạ. Gửi tặng em, anh gửi tặng và anh có gửi lời cảm ơn tất cả những người anh em 21 Yên Bái nhá. 21 Yên Bái chào anh em nhá. Em có một vấn đề muốn nhờ anh một chút ạ. Anh chào em. Em có xem qua TikTok của anh rất là nhiều lần ấy. Em có thấy cái chương trình là anh có nhận hiến tóc ấy. Thì em ở nhà em có cắt mái tóc của mình ấy. Thì em muốn nhờ anh cho tặng cho các bạn bệnh nhân ung thư đấy. Đâu xem nào? Đây ạ. Đây à? Vâng. Ủa, tóc dài thế. Tóc của em à? Vâng. Anh thay mặt các bạn ý cảm ơn em nhá. Dạ vâng. Cảm ơn em. Thì em có một món quà muốn gửi tặng em Chiến ạ. Cái gì ấy? Ồ. Đây là ai vẽ đây? Dạ em tự vẽ ạ. Em biết vẽ à? Vâng, em mới học một chút trước thì muốn gửi tặng tấm lòng cho anh thôi. Cái điều gì mà khiến em phải vẽ bức tranh này?
ngưỡng mộ anh ạ. Anh rất là ngưỡng mộ ấy. Anh có gì đâu mà ngưỡng mộ. Em nghĩ là món quà thì tấm lòng là giá trị nhất ấy. Lúc mà em thấy anh này thì em rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Tại sao lại cảm ơn anh? Anh có làm gì đâu mà không? Không, anh